Hi, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh video của mình. Ngày hôm nay chủ nhật ngày 31. Thì tiện thể trời nó hơi nắng một chút thì mình sẽ show cho anh em cái bộ hòa lưới bám tải của mình nhá. Thì cái bình luận của một bạn nó là bác show cho em xem cái bộ hòa lưới của bác xem như thế nào, thì mình sẽ nói chung là mấy hôm nay mưa ở ngoài Bắc này, nó mưa rất to nên là hôm nay mới có dịp nắng hẳn lên nha. Bây giờ thì nó cũng đã là 8 giờ kém rồi. Bây giờ mình sẽ show cho mọi người xem nha. Như mọi người quan sát thì ở cái khu vực kia là cái khu vực cái tủ không phải, cái bảng điện của nhà mình nha. Thì nó do vì mình không chủ động trước từ lúc trước nên là với cả bây giờ mình cũng không muốn đục ra nên là mình sẽ đi ống một cái đoạn ống gan nổi để mà mình báo đồng hồ báo nhiệt độ nha. Thì mình sẽ chạy một đường ở trên trần nhà xuống bên dưới này. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy là mình đi một đường từ trên cái biến tần của mình như thế và đi xuống bên dưới này, thì mình sẽ trích ra một đường từ bên cái bảng điện vào cái city để mà bám tải. Đấy, và bên cạnh nó thì mình sẽ sử dụng một con đồng hồ báo công suất 6 số. Loại này thì nó rất thông dụng nha. Đấy, còn bên này thì mình gắn một cái đồng hồ để báo cái điện mà nó kiểu như là thu được ấy, thì nó hiển thị lên trên này. Cái này nó chỉ là một cái công tắc, ở đây nó chỉ là cái để mà bật đèn tắt đèn thôi. Đây. Đấy. Ở bên này thì mình cũng thế. Đấy, thì tiện đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái đồng hồ này nha. Cái đồng hồ này thực ra mà nói nó chỉ dùng trong cái mục đích để chúng ta test thôi, chứ còn nếu để dùng 24/24 thì các bạn sẽ hỏng trong vòng vài ngày, hoặc thậm chí người nào mà may mắn thì sẽ được khoảng 1 tháng 2 tháng thì nó sẽ hỏng. Mình cũng đã bị một cái tình trạng như vậy rồi nên mình sẽ chia sẻ với các bạn là chúng ta không nên dùng cái đồng hồ để tính số nhá, bởi vì tính số thì nó đã có cái đồng hồ của bên điện lực rồi thì mình cũng không tính làm gì cả, mình chỉ có đo công suất thôi. Thì hiện nay mình thiết kế một cái công tắc cái ổ cắm như này. Đấy, mình chỉ cần lúc nào mình cần test thì nếu các bạn làm được cái công tắc thì hay hơn. Nhưng mình cũng chẳng muốn phức tạp làm cái gì thì mình thôi làm luôn cái ổ cắm như này, mình cắm cho nó khi nào mình test ấy thì mình cắm lên. Đấy. Khi cắm lên thì nó sáng đèn nhá. Đấy, thì hiện nay nó cũng đang là 8 giờ kém 15 rồi, thì bây giờ mình sẽ show cho mọi người xem. Đấy, hiện tại là nó đang như ở trên này là nó đang báo là 230V này, 1,08A. Nên là mình đang dùng khoảng 200W. 1,08. Đấy, 220 108, tức là mình dùng khoảng 230W. Thì cái bên này là 153, tức là nó có hòa và nó có giảm xuống nhá. Cái chỉ số này thì không quan trọng. Đây là cái số mình đã tiêu thụ tần số 50Hz nhá. Đó. Thì bên này mình sẽ show cho mọi người xem này. Đây là cái số watt nó đang thu được là 88 này, còn đây là số nó nhảy rất là nhanh nên là mọi người nó chỉ có 4 cái thông số thôi. Đấy, dòng là 0,4 88W này. Kia là cái số mình đã thu được rồi, còn cái kia là chạy 34 giờ nha. Đó. 231V. Tức là cái điện áp này nó bằng mấy cái điện áp bên đồng hồ này nha. Luôn luôn là nguyên tắc hòa lưới thì nó sẽ có những cái nguyên tắc như thế này, đó là đồng áp, đồng tần và đồng pha. Đấy, thì anh em nào làm về điện thì sẽ hiểu cái vấn đề hòa lưới là như thế. Còn một lát nữa thì mình sẽ cho mọi người xem mình dùng cái con hòa lưới gì nhá. Đấy, ở trong cái ở trong một cái bài đăng ở trên kênh của mình ấy, thì mình có đăng một cái bài là mình hỏi anh em là lên dùng con máy của TGY 1000 màu xanh xanh có wifi không hiển thị ở trên đấy, thì không thấy anh em là trả lời. Thì mình do vì mình thấy là nó cứ lẩm lẩm kiểu gì ấy, nên là mình thôi mình không đặt con đấy nữa. Và tính ra hôm nay thì mình mới dùng được có khoảng 4 đến 5 ngày thôi, chứ 4-5 ngày về trước, tức là mình mua cùng với con inverter mà trong cái video lần trước mình ấy, nhưng mà do vì cái thời gian bận với cả mình không lắp luôn được, nên là mình để đến vừa rồi mình mới lắp được, thì cách đây khoảng một tuần về trước đấy, mình mới dùng được một tuần về trước thôi. Tại vì là nó mới được 34 giờ, là các bạn biết là mỗi một ngày nó chỉ chạy được khoảng có 5-6 tiếng vào ban ngày thôi, còn ban đêm thì nó tức là hết nắng mà nó tự một trong hai thứ không có thì nó sẽ tắt nha. Ví dụ như là tấm PV của chúng ta mà không sản xuất ra điện thì nó sẽ không chạy, và thứ hai là điện lưới không có thì nó cũng không chạy đấy, nó tức là nó một trong hai. Nó sẽ hoạt động nếu như đầy đủ thì nó mới chạy, còn nếu không đầy đủ thì không chạy. Đấy, thì mình dùng của con Sura 1200VA, và con này anh em đánh giá là nó rất là ổn. Thế nhưng mà cái mức độ mà nó thu được ấy, thì mình thấy là phù hợp đối với mình, và cái giá cả rất là cạnh tranh, nên là mình quyết định chọn nó. Bởi vì mình có hai phương án. Thứ nhất là mình cho lên trên gác xép của mình, thứ hai là mình có một cái phương án nữa là phích quạt. Thế nhưng do nó vẫn còn bảo hành nên mình vẫn chưa muốn phích quạt, và mình sẽ dùng một thời gian, nếu mà cảm thấy ok thì mình sẽ tháo ra để mình phích quạt, và nếu mà không ok thì mình sẽ đổi sang phương án khác, đó là đổi biến tần khác. Như ở trên có một anh ở trên bên Thái Nguyên ấy, anh bên điện mặt trời Hải Đăng ấy, thì anh có hay thanh lý ấy, thì mình rất thích cái dòng Thinh Bông ấy, bởi vì là nó có thể nâng cấp tấm pin được vô tư. Con này thì mình không thể nâng cấp được, cái dòng tối đa của nó chỉ có 30A thôi, mà mình trong khi đó mình đã dùng 20A pin rồi đấy. Thì với cả cái điện áp của nó, đầu vào của nó chỉ có 45V là cái mức an toàn nha, còn đâu nó có thể lên đến 60, nhưng mà 45V thì mình không thể nào đấu nối tiếp được. Nếu như mình mà đấu nối tiếp được thì mình thấy nó lợi về công suất hơn, bởi vì thì hai tấm nó ghép lên thì nó vẫn như nhau, nhưng mà nó giảm là cái dòng ấy, nó giảm cái dòng nên mình thích như vậy, nó sẽ an toàn cho biến tần hơn. Đấy, hiện nay là bắt đầu nắng nó to lên một chút thì bắt đầu là có 0,4A nhá. Nó sẽ nắng theo nó sẽ cái A đấy nó tăng lên theo cái điện áp, cái ánh nắng ấy, nó có nhiều hay ít ấy. Đấy, nó lên 100 rồi, lúc nãy là được có 60 ấy. Đấy, thì bắt đầu cái này giảm xuống này. Về cơ bản là mình thấy là mọi người dùng là ok, yên tâm, nên là mình cũng muốn show cho mọi người xem. Thì cái cách đấu nối nó cũng khá đơn giản thôi, nó chỉ có mỗi đầu ra đầu vào, không có gì khác cả. Bây giờ chúng ta nối cái CT bán tải vào trong cái dây tổng là được. Trong này có hai cái CT nhá, một cái CT của cái đồng hồ báo này và một cái CT của cái biến tần. Đấy, thì nó sẽ như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái bộ của mình nha. Nó kêu khá là ổn đấy. Ở bên dưới này nghe vẫn có tiếng u u ấy. Có nhiều người đến giờ vẫn hỏi, vẫn có thắc mắc là dùng hòa lưới thì có giảm tiền điện không? Thì mình trả lời là có luôn mọi người nha. Cái vấn đề là cái hệ thống của các bạn có tốt không? Nó thực sự là giảm bằng nhiều hay ít thì nó phụ thuộc vào cái chất lượng nữa nha. Đấy mọi người ạ, đây là cái con Biến Tần của mình nha. Thì tầm này mới có 8 giờ hơn tí thôi mà nó đã kêu như kiểu là máy bay tên lửa chuẩn bị cất cánh. Thì con này do vì nó dùng hai cái quạt hỏa tiễn nên là nó chạy là nó phóng rất là mạnh, nên là mình thấy là nhiều anh em phàn nàn rồi, nhưng mà không sao. Đối với mình thì kêu một tí cho nó vui đó. Cái gác xeo của mình nó rất là bừa bộn nha. Mình đây để mình lắp cái xung hơi tiện thể lên sâu cho anh em tí cho nó anh em biết. Đấy. Đây gọi là Sura 1200VA Gift 2 Inverter đây này, nó là Inverter Hoà Lưới thì nó không biết thổi ra hay là hút vào mà thấy nó mát ta. Đấy, khi chạy thì nó có hai cái đèn thôi. Đấy nha. Đây là cái dây hoà lưới của mình để đây này. Đây mình sẽ sau pin cho mọi người xem nha. Kìa thì mọi người xem trong video trước có thể thấy là mình có hai tấm kia 445 x 2. Đó, hiện tại thì nắng nó cũng không tới lắm đâu. Còn bên này là mình vẫn còn tấm 170W. Đó mọi người ạ, mình vừa show cho mọi người xem hai cái tấm PV của mình nha. Bên này thì nó có hai cái quạt này, nó kêu rất to nên là mình sợ bụi vào nên là mình làm cho nó hai cái tấm mút để nó hút bụi thì nó lọc qua bụi thì nó vào nha. Đây là cái ad PV đấy. Còn đây mình câu cho nó một cái dây tiếp địa vào đây nha. Cái dây tiếp địa này mình đóng xuống dưới đất rồi, để cho khi nào mà cái nói chung là mình cũng gọi là đấu theo đúng kỹ thuật thôi, chứ còn nói nhiều vấn đề dài ra nó cũng hơi vô duyên, bởi vì là anh em nhiều anh em biết hơn anh em lại nói rồi bảo là làm tinh. Ok, ở đây thì mình có sử dụng một cái bộ hẹn giờ và dơ le đóng cắt để mà điều khiển với mục đích on off theo cái thời gian mà mình muốn. Ví dụ như buổi sáng 7 giờ thì bắt đầu nắng dần dần có và pin bắt đầu sản xuất ra điện ấy, thì cái trạng thái nó sẽ là on nha. Thì 5 giờ 40 chia hoặc là 5 giờ 50 chiều thì nó sẽ là trạng thái off, nó sẽ cắt toàn bộ điện. Đó, thì cái sơ đồ nguyên lý của nó như thế này. Điện 220 vào máy hòa lưới và đi ra công tắc này và đóng cắt một điểm của PV nhá, là pin ấy, pin mặt trời ấy. Thì nó sẽ khi mà cái trạng thái on ấy thì nó cấp điện cho cái công tắc hẹn giờ này. Công tắc hẹn giờ này nó sẽ cấp điện để đóng cái dơ le này cho PV đưa vào máy hòa lưới. Tại sao mình lại làm cái dơ le đóng cắt này là bởi vì dơ le đóng cắt này nó có thêm một cái chế độ trễ. Đấy, luôn luôn như thế này này. Khi mà điện 220 được đóng vào đây thì là máy hòa lưới hoạt động, sau đó 1-2 giây sau thì dơ le đóng cắt nó mới cấp điện PV vào để tạo thêm một cái chế độ gọi là trễ. Đó. Và khi ngắt thì là ngắt hoàn toàn nha. Khi ngắt thì nó sẽ ngắt cái cực lửa, mình sẽ gắn lửa vào. Thì ở bên đây mình sẽ mô phỏng như vậy, và bây giờ là cái chi tiết của nó như thế này, nó cũng khá là đơn giản thôi mọi người. Ở đây mình sử dụng là một cái nguồn xung 24V và đấu qua một cái công tắc wifi để làm chế độ hẹn giờ. Mình sẽ đặt là 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Thì cái công tắc này là hiện tại là mình chưa nối wifi nên là mình sẽ bỏ ra ngoài nha. Và cái này là dơ le đóng cắt đây này, mình lấy từ máy Hàn này. Dơ le này chịu được dòng 30A nhé. Pin của mình chỉ có 20A thôi. Cái loại này 30A này, còn đây là điện nắn xuống 24V để khởi động cho nó. Thì bây giờ mình sẽ khởi động lên cho mọi người xem nhá. Ví dụ như 7 giờ sáng nó sẽ đóng điện này, thì giờ le đóng cắt nó sẽ trễ một lúc. Đó, khi đóng điện thì nó sẽ đóng cắt một lúc. Đấy, và khi ngắt thì nó sẽ nhả cái PV ra nhé. Đấy, nó cũng rất là đơn giản thôi. Đây,